Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021. Sáng nay, khu dân cư Ba Đông, xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cử tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Ngày hội văn hóa quân dân năm 2021. Dự và chung vui với khu dân cư có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Khu dân cư Ba Đông có gần 500 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu. Những năm qua, cán bộ đảng viên và nhân dân khu dân cư luôn đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Tỷ lệ hộ nghèo của khu dân cư giảm còn 1,26%, hơn 99% số hộ gia đình đạt văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, người dân đã giữ gìn và bảo tồn giống vải trứng được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận, nhãn hiệu vải trứng Hương Yên năm 2019 đem lại hiệu quả kinh tế cao. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng biểu dương những kết quả của khu dân cư Ba Đông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị chi ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận khu dân cư tiếp tục bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa thành nhiệm vụ của địa phương, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Trong thời gian tới, tôi mong muốn các cấp lãnh đạo huyện Phù Cử và cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã Phan Sào Nam, khu Ba Đông chăm lo hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, quan tâm đến người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình lão thành cách mạng, người có công với đất nước, thực hiện xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong từng gia đình được kịp thời hòa giải, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng người dân, mỗi hộ gia đình phải được tham gia, bàn bạc và quyết định những vấn đề chung của cộng đồng, thực hiện an toàn trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là chúng ta phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, đồng chí Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trao 10 triệu đồng tặng khu dân cư Ba Đông, trao hỗ trợ cho 2 gia đình hộ nghèo xây dựng nhà ở, mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng và tặng quà cho 25 gia đình chính sách trên địa bàn khu dân cư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao 1 tivi, 1 bộ âm ly tặng khu dân cư Ba Đông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Ba Đông đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.